khoan, 10 suất không quan trọng đâu. Bây giờ 100 suất cũng không quan trọng nữa. Lôi sao 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 lôi nói xong. Đây bảo là con về ăn có làm nữa. Đi đi to đấy. Đi to đó. 3 4 chục chú đi to đó. Cô Lisa là như này. Thế ông kia chú vừa lại hứa với là mấy anh em bên ấy rồi. Bây giờ lôi phải về. Nếu mà không về là công an bắt các chú. Bây giờ 10 chú bên kia đây là đưa Martin lôi vào hỏi. Tại vì phải có tận 10 ông ký vào bảo lãnh là bắt buộc cái hai cha con thằng này là phải về. Nếu mà nó không có mặt ở Angola trong vòng 3-4 tháng là mấy ông kia bị bắt. Thế mà căng thế luôn mà. Thế bây giờ lôi phải hỏi bố lôi xem như nào. Ờ đúng rồi, hỏi bố lôi. Ờ đúng rồi. Bây giờ cầm điện thoại xem live stream đọc cái gì thì không biết. Đâu, thế đây đây cầm cái điện thoại lại. Bắt wifi à? Bắt wifi được à? Đây điện thoại của đọc vào tiếng Việt bắt. Hả? Tư vấn sản phẩm đi. Đây đi vào tư vấn, cầm điện thoại vào tư vấn. Tôi mẫu áo hiện tại đang mang nha mọi người, đây. Trăm bên bà áo cực kỳ đẹp luôn. Theo như nào? Đằng sau theo sủ nha mọi người. Bao nhiêu nhỉ? 450k hôm nay chỉ còn 320k thôi anh ơi. 320k nha mọi người ơi. Chỉ có đúng 10 suất cuối cùng thôi. Rồi rồi rồi, rồi, rồi hỏi bố đi. Thôi cứ tắt tắt chở hàng đi, tí bán xong. Tắt chở hàng đi tí bán xong. Ờ, không quan trọng đâu. Không quan trọng. Đây cái này mới quan trọng này. Thôi thôi thôi. Ở đấy, đùa đâu, đi tù đấy. Đi tù đấy. Đừng nói tự chữ to. Đi to, đi to. Không cần gì. Không có. Đấy, có cái gì ạ? Ờ, lôi lôi hỏi bố đi. Bà mẹ phi lưu kê đồ công được sao? Nào lôi hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi gì ấy á? À, lôi bảo là lôi không về Angola nữa còn gì nữa. Lôi hỏi bố. Nhưng lôi phải hỏi bố chứ bố muốn về thì sao? Đúng không? Bố con bé nó. Bố nó cái gì nè. Ê nó bài luôn. Nói to nào. Nói to rõ ràng đi. To. Nó cái gì mà nó Angola. Ừ. Chị gái gì? Nó bảo muốn về. Nó hả? Él quiere ficar aquí, no quiere más voltar. No la sé ni quiere ficar. Fica. ¿Qué tiene? ¿Bomba? ¿Tiene el hoy? ¿Bomba? ¡Te! Ê, dừng đã, những cái câu chuyện này để chú kể cho mấy hàng say. Thôi, để chú nói nhá. Để chú nói, im lặng nào. Im lặng nhá. Không được nói nhá. Kêu thằng cha này lôi vào này làm cái gì ấy? Bảo thằng con muốn ở lại cho nó ở lại thôi. Ê, đi phía cam em ủ. Ê, nó mình tin à? Phía cam ấy. Thế à? Lại. Em ủ. Em có gì? Chắc chắn đấy. Nó ở lại cho nó ở lại. Tao về. Ở nhà tao mới còn thằng nữa. Vẫn là còn thằng nữa. Nó sao đây? Căng nhỉ. Quá căng luôn. Rồi lúc ấy ai đi tù đấy. Xong rồi. Thế hôm kia là mấy ông bị lừa rồi. Mình thì đã khẳng định rồi. Thằng này chắc chắn là về. Nó về Việt Nam nó chơi về hôm là nó vài tháng nó về Angola mà vấn đề gì đâu. Anh cứ ký vào đấy đi, em đang ở Angola lâu rồi. Bây giờ hai cha con thì ông cha thì bảo là thích đi thì đi, thích về thì về, không thì thôi tao về trước. Ông này thì nó bảo không về bài lun đù nữa, ở Việt Nam thôi. Rồi xong. Ông biết là các ông ở bên Angola có xem live không? Tầm này là run tay lắm rồi đấy. Không đùa nha, cái câu chuyện này không đùa đâu mọi người nha. Đứng mà các ông đứng vào đây vô chụp ảnh các kiểu mà đứng kia viết xuống cái này chụp ảnh các kiểu rồi chụp hộ chiếu bì lết giấy tờ là đầy đủ luôn chụp trừ 10 thành viên thôi xong giờ tối nay phải là nhóm nếu mà ấy là thiệt hại 10 kênh đấy không ít đâu 10 kênh đấy. À nhưng mà bây giờ bố lôi mà khẳng định thế thì rồi thì thôi. Nhưng mà chú Linh cho về, ai cho ở lại? Lôi cho ở lại mà. Lôi cho ở lại luôn nha. Lôi cho ở lại, tự cho ra hàng luôn. Lôi cho ở lại luôn. Lôi phải để chú Linh quay mặt sao cho. Để chú Linh quay mặt sao cho. Đó, được cái mặt thương hiệu này bắt quay mặt đi. Đùa. Đây được rồi nào. Giá bao nhiêu nào? Giá là
450k hôm nay chỉ còn 350k thôi. 450k giá niêm yết nha mọi người. Nay Tokyo Line chỉ còn đúng bao nhiêu? 320k. 320k. Free ship 200 suất tiếp cho mọi người. Áo này thề luôn cực kỳ đẹp. Đây. Đây mọi người nhá. Mình lo này. Ở sau này là len len lông xù đẹp cực kỳ luôn. Chất liệu là cotton organic, định lượng là 250GSM nha mọi người ơi. Rồi, 200 suất. 5 4 3 2 1 ghi. 1m67 53kg lấy size S nha, 1m75 85kg lấy size XL nha. Nhìn vào kia, 1m75 85kg lấy size XL nha. Rồi, bố lôi ngủ rồi. Phải thay mẫu cho Martin lôi vào tí nữa. Mọi người hết. Lát nữa ăn cũng được, lát nữa đồ ăn rồi vào ăn cũng được. Mọi người chỉ còn 290k kìa. 290k? Vâng. Lôi con ngã đấy. 1m82 60kg XL nha. 255k kìa. 1m62 65kg lấy em size L nha. Size M cũng được. Size M đi. 1m7 75kg lấy cho em size L ạ. 1m82 60kg lấy cho em size L nha. Đúng rồi, thầy Tiến này tí nữa mới vào nha mọi người. Rồi một loại thôi chứ. Một loại thôi cho dễ. Một loại thì tí thôi chọn nhỉ. Lôi ngoan quá. Cha. Ngoan mô các bạn ơi. Cha hành phá lắm đấy. Hành phá lắm đấy. Thôi. Thả ra. Lôi có câu. Thả ra. Trời ơi. Thông ngay. Mọi người comment cho cao cân nặng để anh ấy đi mắng mọi người. Đấy, như này thì làm sao mà mắng được. Lôi hề. Hế? Lôi hề. Chà. Thương lôi nắm đấy. Ê, một ok, bao nhiêu nhỉ? Hiện tại bây giờ mọi người thấy giá bao nhiêu ạ? Mọi người đang thấy giá bao nhiêu, mọi người comment cho em biết được không ạ? Cái áo này 1m48 40kg mặc size S giúp em ạ. Có size XS không? Có. Vẫn có size XS nha, size XS thì tầm 40 40kg trở xuống. 40kg trở xuống nha. Đây lên đây này, theo chapepa là ngon tuyệt vời nha mọi người, tiếng bản địa của châu Phi nhá. Đấy là chapepa. Còn cái này là theo lên chỉ đúng không? Len xù. Đắt tiền đấy. Đắt tiền luôn. Đắt hơn đấy. Cả theo bình thường luôn đấy. Ồ, thế à? Nên là cái này giặt máy thoải mái, lộn lại giặt máy thoải mái. Không giặt luôn. Nói chung là bảo hành cho cả nhà 90 ngày. 1m58 49kg lấy cho em size S nha, 60kg lấy cho em size M ạ. Đứng sát quá em. 1m6 44kg lấy cho em size S. Đi ra tí cho người ta xem. Rồi. Ok, đẹp chưa mọi người ơi, đây. 1m6 44kg size S, 1m55 45kg size S. Mẫu này đẹp lắm, mẫu này đẹp. Tí nữa mình lấy hết cái phần này về nhỉ. Quái ơi. Cái đoạn này. Cả thùng gì á? Xe M à? 150 suất nữa. Bao nhiêu? 150 suất. 35 suất, lên 35. À 35 suất à? Vâng. Ui. Ai bảo xí thì lên 35 suất luôn. Lên 35 suất đây mọi người nhá. Còn 150 suất nữa. Cân nặng chiều cao mọi người, 1m55, 45kg lấy em size S nhá. Làm cái bảng giá thì mình nghĩ là mọi người nút mua là sẽ có bảng size ở trong để mọi người ấn vào cái nút mua ấy, vào trong tầng cái gì? Mô tả sản phẩm đúng không? Mô tả sản phẩm đấy là đều có. Đây mọi người. Đây, mô tả sản phẩm là vào là có thông số size đấy nha mọi người. Đấy, áo dài này, rộng này, thân này, rộng vai này, dài tay này. 1m55 45kg lấy em size S nha. 1m67 60kg lấy em size M nha. 1m55 50kg lấy em size S nhá. 1m69 76kg lấy size L. 1m50 47kg lấy size S. Lâu tóc mới đâu mọi người ơi. Anh bảo cắt đi còn gì nữa. Cắt mà thấy sao xẻo sau này đi. Sao nhìn nó như kiểu nhuộm tóc. Đây này. 1m67 53kg lấy em size S nhá. 1m40 50kg lấy S luôn. Đau chân nhỉ. Bán cái gì vậy ạ? Bán áo anh ơi. Đau chân thì ngồi xuống. Đau chân à? Đau chân. Lúc ăn thì không bảo là đau mồm đi. Đau chân mà chú đi bóp nha. Ui chà ôi. Thương nôi nắm đấy. Linh gần trắng bằng lôi à. Ôi cũng muộn. Đợt này đen. 1m94 78kg trên size XL. Ơi chú Linh bóp chân ha. Ok. Chà. Còn 100 suất anh ơi. Còn 100 suất anh ơi. Lôi đang muốn bóng bắn pháo đấy anh. Chú
chuẩn bị bắn pháo rồi mọi người ơi. Chuẩn bị bắn pháo rồi đôi ơi. Chuẩn bị bắn pháo rồi đôi ơi. Đấy. Chán rồi, chán rồi. 430k hôm nay chỉ còn phải trả là 330k. 1m7 là 50kg lấy xe hết đấy. Chán rồi, chán rồi. Ôi, chuẩn bị bắn thật à? Thật á? Được tỷ à? 2 tỷ chưa? 2 tỷ chưa? 2 tỷ chưa? Còn 50 suất thôi. 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 Còn đúng rồi, 50 suất nữa mọi người. Nhanh này, ấn vào giỏ hàng đấy mọi người. Giá hiện tại bây giờ con áo này là bao nhiêu nhỉ? Chưa, 2 tỷ thì mới bán. 210k nha mọi người. Giá này biết bao nhiêu. Mới đi ship nha. Nói chứ hẳn bảo là 2 tỷ thì lôi phải ngủ đi 2 giấc nữa. Ngủ đi, sáng mai dậy bắn cho lôi. Bắn cho lôi xem hả? 1m90, 130kg không có sai anh ơi. Em không có sai 22kg rồi, chỉ có XL thôi.